Triệu dòng tay đang hướng về đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Các cơ quan ban ngành cũng thể hiện sự quan tâm chia sẻ với những lao động thuộc đơn vị mình đang phải chịu nhiều mất mát. Trong đó, tổ chức công đoàn sẽ hỗ trợ từ 1 đến 10 triệu đồng cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra, góp phần khắc phục hậu quả đời sống tinh thần. Việc hỗ trợ được thực hiện với tinh thần cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất. Theo công văn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đơn vị chủ động có văn bản đề nghị quỹ Tấm Lòng Vàng hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi trường hợp đoàn viên, người lao động bị thiệt mạng do ảnh hưởng của bão lũ. Đối với đoàn viên, người lao động bị thương nặng, phải nằm viện điều trị, sẽ được hỗ trợ từ 1 đến 5 triệu đồng một người. Những địa phương hoặc ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3, căn cứ mức độ thiệt hại về tài sản, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động từ 1 đến 3 triệu đồng. Đối với những địa phương hoặc ngành không cân đối được nguồn thì có văn bản gửi Tổng Liên đoàn đề nghị hỗ trợ theo thực tế. Văn bản đề nghị nêu rõ đối tượng, mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ cụ thể.